làm thế nào cứu vãn phong hóa xã hội. Phật giáo là gì? Đĩa 2. Thưa Pháp Sư, vừa rồi Ngài đã nói rất nhiều về thiền định. Ngài nói, khi đi dạo thương trường cũng có thể tu thiền định, khi xem TV cũng có thể tu thiền định, có thể nói ở chung quanh đời sống của chúng ta, bất cứ giờ nào, phút nào, bất cứ nơi nào, chỗ nào, cũng đều có thể tu thiền định. Là cái ý như vậy phải không? Đúng vậy. Cũng chính là nói, nhìn thấy xã hội trước mắt chúng ta những thứ rối tung, những thứ không vừa ý, chúng ta đều phải không động tâm, không tức giận. Đúng vậy. Có phương pháp gì hay không để chúng ta có thể làm đến được chỗ này, đạt đến được cái cảnh giới này? Kỳ thực việc này không phải là khó có thể đạt được. Bạn thấy cái hiện tượng này, bạn tức giận cũng không giải quyết được vấn đề. Vậy như khi bạn tức giận nổi đóng lên mà có thể giải quyết được vấn đề thì được. Vậy thì quá tốt. Bạn tức giận mà không giải quyết được vấn đề, chẳng phải tức giận mà không giải quyết được vấn đề, có phải bạn đã tức giận quá uổng rồi hay sao? Không bằng bạn làm cho tâm bình lặng lại. Bình lặng lại thì tâm thanh tịnh liền sanh trí tuệ. Chỉ có trí tuệ mới có thể giải quyết được vấn đề. Cho nên loại sân hận hay ưa thích, đây là rung động của cảm tình, rung động của tình cảm, không giải quyết được vấn đề. Do đó thiền định trí tuệ thì rất quan trọng. Không luận là cảnh giới gì, nhất định phải giữ tâm thanh tịnh, khi đầu óc bình lặng, sau đó mới có thể xử lý được vấn đề. Trong đầu óc bình lặng thì sanh trí tuệ, do đó định rất là quan trọng. Dạ, cho nên tuyệt nhiên không thể nói định là tiêu cực, không tức giận là tiêu cực, kỳ thực là làm cho bạn sanh trí tuệ. Từ ngay trong bình lặng, sanh ra trí tuệ mới có thể giải quyết được vấn đề. Đây chính là ý nghĩa của tích cực. Đúng vậy. Rất là tốt. Thế nên vừa rồi con nói đến bố thí. Pháp Sư, Ngài nói đến bố thí là buông bỏ phiền não, buông bỏ tạp niệm trong tâm. Đây dường như là chính mình độ chính mình. Vậy thì có nói đến chúng ta độ người hay giúp đỡ người hay không? Có những loại bố thí gì? Giúp đỡ người khác có tài bố thí, có pháp bố thí, có vô úy bố thí. Đây là gom lại thành ba loại lớn. Tài chính là khi chúng ta có dư ra. Thực tế ra mà nói, người biết trải qua ngày tháng, khi chúng ta nói đời sống của họ tuyệt vời, đời sống của họ tự tại, hiện tại đói, đời sống kỹ thuật cao, không nhất định là bạn trải qua rất giàu có, rất hào hoa, không phải vậy. Bạn trải qua rất tuyệt vời, rất tự tại, rất an vui, đời sống của bạn đã rất bị mãn rồi. Vì chúng ta chỉ cần đủ cơm áo thì tự tại, hà tất phải quá dư để làm gì chứ? Có thể ăn được no, mặc được ấm, có một căn phòng có thể ngăn được gió mưa, thân tâm thật là an ổn. Nếu như có dư ra, chúng ta giúp đỡ người khác, lấy việc giúp người làm vui. Do đó phải nhiệt tâm, chủ động đi giúp đỡ tất cả mọi người cần được giúp đỡ. Giúp đỡ cho họ trên mặt vật chất, đây chính là thuộc về tài bố thí. Bố thí mà không dính mắc, bố thí không nên dính mắc ở trong lòng. Tôi đã làm được bao nhiêu việc tốt, thì nó liền biến thành phước thông thường, không thể sinh trí tuệ. Khi bố thí qua rồi, trong lòng trong sạch, không hề lưu lại một tí gì. Không nên nghĩ đến vấn đề này. Đây là chân thật công đức. Công đức chính là thành tựu định của bạn. Thành tựu huệ của bạn dưới định huệ có sự giúp đỡ của công đức. Dưới định huệ không có sự giúp đỡ thì không gọi công đức. Pháp bố thí là chúng ta có trí tuệ, có kỹ năng. Chúng ta đem trí tuệ kỹ năng của chúng ta truyền thụ cho người khác. Đây gọi là pháp bố thí. Ví dụ, chúng ta từ nơi công tác giáo dục của Phật Đà, của Ngài, chúng ta đem những đạo lý này giảng giải cho người thông thường nghe, để cho họ hiểu, để cho họ giác ngộ, đi thuộc về pháp bố thí. Trong loại bố thí này, nhất định không có báo đáp. Do đó, có rất nhiều đồng tu biết được những băng đĩa kinh giảng CD của tôi, cho đến tất cả việc xuất bản thấy đều không có bản quyền. Không có bản quyền chính là bố thí. Ai đem đi in cũng đều tốt, ai đem đi lưu thông cũng đều tốt, chỉ cần có lợi ích cho xã hội. Nếu như khi vừa ghi có sở hữu bản quyền,
vậy thì không phải là bố thí, đó gọi là làm ăn buôn bán. Không phải là bố thí. Cho nên, chỉ cần chúng ta có thể giúp đỡ xã hội, chúng ta diệt tâm mà đi làm. Tuy đã làm rồi, tâm vẫn thanh tịnh, tiêu dao tự tại. Không nên đem nó để trong tâm, để nó ở trong lòng thì thật là khó chịu. Vô ý bố thí là giải quyết khổ nạn của chúng sanh. Chúng sanh có lo sợ, có thân tâm bất an, chúng ta giúp đỡ họ, khiến cho họ thân tâm được an ổn. Vì thì cái này thuộc về vô ý bố thí. Quả báo của vô ý bố thí, Phật nói được khỏe mạnh sống lâu. Pháp bố thí được thông minh trí tuệ, tài bố thí được tiền tài. Cho nên người thế gian họ đều muốn, tôi phải có tiền của, tôi thông minh trí tuệ, tôi khỏe mạnh sống lâu, nhưng họ lại không biết cách tu nhân. Thế nên những cái nghĩ này đều biến thành vọng tưởng, cầu Phật Bồ Tát bảo hộ cho họ, vậy thì nhất định không thể đạt được. Vâng, chỉ cầu Phật Bồ Tát bảo hộ mà chính mình hoàn toàn không chịu bỏ ra thì bạn vĩnh viễn không thể đạt được. Cho nên các vị bằng hữu không nên quên đi, kỳ thật bố thí mỗi người đều có thể làm được, không nhất định là nói người nhất định phải có rất nhiều tiền, hoặc nói người phải có rất nhiều tài năng mới có thể bố thí được. Mỗi một người đều có năng lực bố thí, đặc ý như vậy phải không thưa ngài? Đúng vậy. Thưa pháp sư, vừa rồi chúng ta nói đến tam phước, ngay trong phước trời người, dường như pháp sư vừa rồi chỉ nói đến phương diện hiếu đạo, các phương diện khác có thể mời pháp sư khai thị bổ sung thêm có được không? Giáo dục là sư đạo. Sư đạo nhất định xây dựng trên nền tảng của hiếu đạo. Do đó hiếu đạo là căn bản. Một người họ có thể thành công, trở thành một người tốt trong xã hội, là người đối với xã hội có cống hiến, nhất định là người nhận được giáo dục tốt. Giáo dục tốt nhất định phải do cha mẹ ở trong nhà phối hợp mật thiết với trường học mới có thể dạy ra được một con người. Ví dụ nói, dạy hiếu thảo. Cha mẹ không thể nói ra lời nói này với con cái. Không thể nói con là con của ta, con phải hiếu thuận với ta, không thể nào nói như vậy được. Lúc đó con cái hỏi ta, tại vì sao phải hiếu thuận, vậy không phải là việc phiền não hay sao? Cho nên dạy hiếu thuận là do thầy dạy, thầy giáo có trách nhiệm dạy học sinh. Đem đạo lý này nói cho rõ ràng. Tại vì sao con phải hiếu thuận với cha mẹ? Cha mẹ cũng giống như vậy, phải dạy con cái phải làm thế nào, tôn kính lão sư. Lão sư cũng không thể nói với học sinh, ta là thầy của con, vậy con phải tôn kính ta, con phải tôn sư trọng đạo. Lời nói này cũng không thể nói ra miệng, cho nên đôi bên cần phải phối hợp mới có thể dạy ra được một con người. Do đó, khi vừa mới mở đầu là nói, hiếu dưỡng phụ mẫu phụng sự sư trưởng. Đây chính là nền tảng cơ bản của giáo dục. Từ ngay chỗ này, sau đó nâng cao lên, bạn phải có tâm từ bi, phải có thể quan tâm xã hội, quan tâm đại chúng, thương yêu tất cả mọi người. Đây chính là tâm từ. Trong tâm từ, quan trọng nhất là không sát sanh. Không sát sanh thì chúng ta sẽ không làm tổn hại đến bất cứ một người nào, không thể tổn hại đến bất cứ động vật nào. Bồi dưỡng tâm từ bi của bạn để tu 10 nghiệp thiện. 10 nghiệp thiện là nền tảng cơ bản làm người. Thân không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không hai lời. Hai lời là thiêu dịch phải quấy, tuyệt đối không làm việc này. Vâng, thưa pháp sư, vừa rồi ngài nói không sát sanh, cái điểm này mà nói, có phải là nói khi chúng ta học Phật rồi thì nhất định phải ăn chay không? Không nhất định là vậy. Việc này không bắt buộc. Thế nhưng ăn chay đối với đời sống quyết định là rất tốt. Tôi học Phật cũng không có người nào bảo tôi ăn chay. Thế nhưng tôi học Phật được 6 tháng thì tôi bắt đầu ăn chay. Tôi nhận được một sự nhắc nhở, bởi vì lúc nhỏ tôi đi học, có một số bạn học là tín đồ Hồi giáo thuần thành. Tôi đã từng đi đến Thanh Chân Tự, hiểu được một số lễ nghi của họ. Họ rất chọn lựa đối với việc ăn uống, bởi vì họ không chỉ chú trọng vệ sinh. Người thông thường thế gian gọi là vệ sinh là bảo vệ sinh lý. Hiểu được vệ sinh, ngoài cái sinh lý ra, con người còn có tánh tình. Tánh tình tốt xấu, họ nói có quan hệ với thức ăn mà ta ăn vào. Tôi hiểu được cái điểm này. Phàm hệ tánh tình có thể ảnh hưởng chính mình. Những vật mà tánh tình không tốt, thì những thứ đó họ đều không ăn.
Cho nên vì sao học Phật, Phật giáo nói ăn chay. Ăn chay có thể nuôi dưỡng tâm từ bi. Cho nên trong ẩm thực này, nó có vệ sinh, vệ tánh, vệ tâm. Chỗ này nói được rất hoàn mỹ. Tôi từ trong khải thị này, nhận được sự nhắc nhở, nên tôi liền ăn chay. Năm 26 tuổi, tôi bắt đầu ăn chay. Hơn 40 năm rồi. Cái thân thể này càng ngày càng khỏe mạnh. Còn tuổi tác của tôi, phần đông người ta không đoán ra. Năm trước bác sĩ trong bệnh viện đo huyết áp cho tôi, họ nói với tôi rằng, huyết áp của ngài và màu sắc của máu không khác gì với người 30 tuổi. Họ đã kết luận như vậy. Đây là cái điểm tốt của trường chay. Cho nên ăn chay, đối với sức khỏe của thân thể mà nói là tốt tuyệt đối. Lại thêm tâm thanh tịnh không bị ô nhiễm. Bất cứ việc gì của thế gian đều buông bỏ là được rồi. Sở dĩ tôi không xem TV, tôi cũng không nghe phát thanh, tôi cũng không xem báo chí. Người ta hỏi tôi, mỗi ngày thiên hạ đều thái bình, không có việc gì mà. Để qua ngày tháng tốt đẹp, nếu như nói bạn thấy cái này, ây da, thiên hạ sao mà loạn đến như vậy, lộn xộn lung tung, vậy thì bạn sẽ khổ đến không nói ra lời, ta hà tất phải trải qua tháng ngày như vậy chứ. Cho nên, xả bỏ hết tất cả, mỗi một ngày đọc kinh, cùng hàng chư Phật Bồ Tát, cùng làm bạn với người xưa. Bạn nói xem, đời sống này tự tại an vui chừng nào. Dân, từ trên khuôn mặt của Pháp Sư, tin rằng các vị khán thính giả sẽ có được một ấn chứng đầy đủ, bởi vì mặt Pháp Sư hồng hào tỏa sáng. Hơn nữa, một chút dấu vết già nua cũng không có, thật không thể nhìn ra tuổi tác của Ngài. Tôi cũng không cần phải công bố tuổi của Ngài. Thưa Pháp Sư, tôi biết được ngay trong Phật học, có người thường hay nhắc đến nghiệp chướng, nói mỗi một người ngay trong một đời đều có nghiệp chướng. Cái nghiệp chướng này là biểu thị cho cái gì? Có ảnh hưởng với chúng ta như thế nào? Nghiệp là sự nghiệp. Khi tạo tác thì gọi là sự, là bạn làm bất cứ việc gì, sau khi sự việc làm xong rồi, cái kết quả đó thì gọi là nghiệp. Cho nên giống như chúng ta đi học trong trường học, như học sinh, khi học sinh lên lớp là nó đang tạo nghiệp, kết thúc một học kỳ thì gọi là kết nghiệp, học xong 3 năm thì gọi là tốt nghiệp. Cho nên nghiệp là kết quả tạo tác, nên người thông thường chúng ta khởi tâm động niệm đều là tạo tác. Do đó tạo nghiệp thì quá nhiều. Ở trong Phật Pháp đem nó quy nạp lại thành 3 loại lớn. Tư tưởng trong tâm của bạn khởi tâm động niệm thì gọi là ý nghiệp. Lời nói của bạn thì gọi là khẩu nghiệp. Tạo tác của thân thể bạn thì gọi là thân nghiệp. Cho nên dùng thân khẩu ý là bao gồm tất cả những tạo tác của bạn. Tất cả những hoạt động của bạn đều bao gồm trong đó. Vậy thì những tạo tác của bạn nhất định sinh ra hậu quả. Hậu quả này thì gọi là tạo nghiệp. Nghiệp sinh ra chướng ngại. Chướng ngại cái gì vậy? Chướng ngại định của bạn, chướng ngại huệ của bạn. Như vừa rồi đã nói, vì sao bạn không thể định được? Tại vì sao khi bạn đi bên ngoài thì bạn hay bị dẫn dụ? Những dẫn dụ đó là bạn đang tạo tác, bạn bị người dẫn dụ. Bị dẫn dụ đó thì định của bạn cũng không còn, huệ cũng không còn, liền biến thành chướng ngại. Do đó đây gọi là nghiệp chướng. Bạn tạo tác là thiện, thiện cũng có thể chướng ngại. Tại vì sao vậy? Khi làm thiện, sanh lòng hoan hỷ. Tóm lại mà nói, tâm của bạn không bình đẳng. Do đó tâm phải bình, bạn mới khởi lên sự bất bình. Hoan hỷ cũng đã khởi lên, phiền não cũng đã khởi lên. Cho nên thấy đều là nghiệp chướng. Thiện nghiệp cũng chướng ngại, ác nghiệp cũng chướng ngại. Nhưng mà họ có quả báo riêng. Thiện nghiệp đến 3 đường thiện, ác nghiệp đến 3 đường ác. Hay nói cách khác, bạn không thể vượt ngoài 6 cõi luân hồi. Bạn có nghiệp chướng, bạn không có định huệ. Định huệ mới có thể siêu diệt 6 cõi luân hồi, mới có thể giải quyết vấn đề. Do đó Phật dạy chúng ta phải tu tịnh nghiệp. Tịnh nghiệp chính là chúng ta không làm việc xấu, chỉ làm việc tốt. Chúng ta tu thiện nghiệp, tu thiện nghiệp mà không dính vào cái tướng của tu thiện, vậy thì cái chướng ngại đó không còn. Cho nên, nói một câu tóm lại, bạn phải ghi nhớ, chúng ta ở trong cuộc sống thường ngày, từ sớm thức dậy, mặc áo ăn cơm, làm việc qua lại, nhất định phải tương ưng với giới định huệ. Vậy như nói giới định huệ, 3 cái chữ này quá huyền không dễ hiểu, vậy thì tôi thay đổi một chút. Bạn phải tương ưng với tâm thanh tịnh. Tâm có thanh tịnh không? Tương ưng với tâm bình đẳng. Bình đẳng chính là không phân biệt. Thanh tịnh chính là không chấp trước. Là đối với tất cả mọi việc, không phân biệt, không chấp trước. Rõ ràng phân minh là trí tuệ.
không phân biệt, không chấp là định. Tương ứng với định huệ, thì đời sống của bạn liền tự tại, đời sống của bạn liền được mỹ mãn, sự nghiệp của bạn nhất định thuận buồm xuôi gió. Bạn làm nhất định được tốt hơn người khác. Nguyên nhân tốt là do đâu vậy? Bởi vì bạn có định huệ. Dân, cũng chính là nói về nghiệp, chính là việc mà bạn đã từng làm qua, lời nói mà bạn đã từng nói qua, đã nhận được một số hậu quả. Bạn đã từng làm qua việc thiện sẽ được quả thiện, từng làm qua việc ác thì sẽ bị ác báo. Cũng chính là nói con người chúng ta nhất định phải làm nhiều việc tốt. Thưa Pháp Sư, có phải thông thường ở ngay trong Phật môn chúng ta đã nói quan hệ nhân quả, có phải là cũng có quan hệ? Có quan hệ mật thiết. Ngài có thể nói qua về quan hệ nhân quả có được không? Thế xuất thế gian Pháp, chính là thế gian Pháp cùng Phật Pháp đều không trời nhân quả. Phật Pháp cũng là xây dựng trên nền tảng của nhân quả. Bạn không có nhân thì làm gì có được quả chứ? Ví dụ nói chúng ta học tập, nỗ lực học tập là nhân. Chúng ta lấy được học vị là quả. Chúng ta nỗ lực làm việc là nhân. Chúng ta được báo đáp tốt, đó là quả. Cho nên, thế xuất thế gian chính là một dòng nhân quả lớn. Mà cái nhân quả này, nó là mãi mãi tiếp nối. Nó vĩnh viễn là tuần hoàn. Cái đạo lý này, chúng ta cần phải biết. Biết được nhân quả tương tục. Biết được nhân quả là tuần hoàn. Khi chúng ta ở trong cái hoàn cảnh này, tự nhiên chúng ta liền sẽ hướng đến đoạn ác tu thiện. Bởi vì tạo nhân là chính chúng ta. Kết quả, đương nhiên chúng ta, chính mình cũng có thể dự biết. Ta tạo nhân tốt, nhất định được quả tốt. Ta tạo nhân ác, quả của ta nhất định không tốt. Không thể nói nhân thiện được quả ác, nhân ác mà được quả thiện, thì không hề có cái đạo lý này. Đây là định luật. Dân, nói đến việc nhân quả, tôi rất hiếu kỳ. Chúng ta có thể nói, thời đại này của chúng ta, ngay một đời này làm việc thiện là để đời sau của chúng ta kết được quả thiện. Như vậy, nếu như ở trên đời trước của chúng ta đã làm việc xấu, còn chúng ta làm vô tội, chúng ta không biết, mà chúng ta phải gánh chịu quả ác do đời trước đã làm việc xấu. Vậy chúng ta phải xử lý như thế nào đây? Tình huống trong đây thì vô cùng phức tạp. Nếu như nghiêm túc mà nói, nhân quả là cá nhân tự mình làm, cá nhân tự mình gánh chịu. Đời trước cùng đời sau chỉ có ảnh hưởng gián tiếp, không phải trực tiếp. Vậy thì cho đi mà biết, cho dù đời trước đã làm gì không tốt, nếu chúng ta chăm chỉ nỗ lực có thể làm cho nó thay đổi. Khi không thể thay đổi là bởi vì bạn không hiểu được đạo lý của nhân quả. Bạn không biết được chân tướng sự thật này. Bạn đã bị hoàn cảnh xoay chuyển, vậy thì rất khổ. Hay nói cách khác, bạn bị nó ảnh hưởng. Như rồi đã nói, bạn còn bị ảnh hưởng cảnh giới bên ngoài. Bạn không có định, bạn không có huệ. Nếu như bạn có thể giữ được đúng nguyên lý, nguyên tắc của nó, đó chính là trì giới. Tu tâm thanh tịnh, sanh trí tuệ, thì ta có thể thay đổi hoàn cảnh. Hoàn cảnh có ác liệt hơn, chúng ta có năng lực làm cho hoàn cảnh thay đổi lại. Điều là do con người làm. Cái này chính là trí tuệ cao độ mà chúng ta thường nói. Trí tuệ cao độ nhất định nhờ vào định lực sâu, phương pháp thỏa đáng. Cho nên, cho dù xã hội có ác liệt hơn, cho dù hoàn cảnh của chúng ta có ác liệt hơn, không phải là không thể thay đổi. Liễu Phạm Tứ Huấn chính là thí dụ tốt. Dân, cũng chính là nói, cho dù đời trước của bạn đã làm những việc xấu, vậy thì đến đời này của bạn bị ảnh hưởng. Thế nhưng nếu như chính bạn về phương diện học Phật có thể tu sửa được tốt, thiền định huệ đều có thể tu được rất tốt, vẫn có thể hóa giải được những ảnh hưởng không tốt này. Có thể, không sai, không sai. Cho nên, vẫn là hoàn toàn xem ở chính mình. Pháp Sư, tôi biết được có một số người cho rằng tôi chỉ cần là một người tốt thì được rồi. Thế hà tất gì phải đi học Phật? Học Phật đối với cá nhân mỗi người chúng ta rốt cuộc có cái gì tốt? Tại vì sao nhất định phải học Phật chứ? Việc này là một hiểu lầm. Bạn vừa rồi nghe tôi nói, phải nên có một hiểu biết tương đối. Học Phật là học làm người minh bạch. Tôi làm người tốt, tôi hà tất phải đi làm người minh bạch chứ?
Tôi hà tất phải biết chân tướng của vũ trụ nhân sanh, là người tốt thì là được rồi. Cách nói như vậy, vấn đề này bạn liền có thể có được đáp án. Nhất định phải là một người minh bạch mới là người tốt viên mãn. Bạn tuy là người tốt, nhưng người tốt của bạn không viên mãn, có chỗ khiếm khuyết rất nhiều. Nếu như bạn có định huệ, có thể làm người minh bạch, thì bạn là người tốt viên mãn, chính là cái ý này. Vậy người tốt thông thường chỉ là người tốt phổ thông mà thôi. Đúng vậy, không viên mãn. Không viên mãn, không phải là người tốt viên mãn. Do đó chúng ta muốn đạt đến người tốt viên mãn, vẫn là phải học Phật. Phải học Phật, nếu như nói nếu muốn có thành tựu, lẽ nào nhất định phải xuất gia hay sao? Ở tại gia học Phật, cũng có thể học đến thành tựu hay không? Học Phật không nhất định phải xuất gia. Nếu như nói đến xuất gia, cái quan điểm này là sai lầm. Xuất gia cũng giống như một nghề nghiệp ở thế gian vậy. Bạn thích nghề nghiệp nào thì bạn có thể chọn lựa nghề nghiệp đó. Học Phật thì bất cứ nghề nghiệp nào cũng có thể học Phật. Bất cứ nghề nghiệp nào cũng thành Bồ Tát. Bất cứ nghề nghiệp nào cũng thành Phật. Không nhất định phải xuất gia. Xuất gia là một nghề nghiệp trong tất cả các nghề nghiệp. Cái nghề nghiệp này tương đương với cái nghề nghiệp mà chúng ta đã chọn. Tôi thích giáo dục. Tôi thích dạy học. Tôi đến học ở trường sư phạm. Tôi tương lai sau khi tốt nghiệp, tôi sẽ từ nơi công việc giáo dục. Đây là chí nguyện cá nhân. Cho nên, nhất định phải nên hiểu, Phật Pháp là trí tuệ viên mãn. Trí tuệ viên mãn là biểu hiện ngay trong bất cứ phương thức đời sống khác nhau. Ở ngay trong bất cứ hoàn cảnh công tác nào, đây là chân chánh học Phật. Chân thật có được thành tựu trong Phật Pháp. Không nhất định phải xuất gia. Nếu như xuất gia mà không từ nơi công tác giáo học, vậy thì đặc biệt sai lầm. Cũng giống như bạn học sư phạm, đã học tốt nghiệp, phân phối bạn đến trường học làm giáo viên. Ngày ngày bạn không chịu đến lớp, vậy thì còn gì đáng nói nữa không? Đó là sai lầm. Bạn từ nơi công việc nghề nghiệp này, phải đem nghề nghiệp này làm cho tốt. Ở ngay trong nghề nghiệp này, mỗi mỗi đều làm gương tốt mô phạm cho tất cả đồng nghiệp. Đó gọi là Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát chính là tấm gương tốt nhất cho tất cả chúng sanh thế gian. Dân, giờ rồi Pháp Sư cũng có nói đến học Phật. Chúng ta có thể lìa khổ được vui. Hơn nữa, đây cũng là một mục tiêu, một cảnh giới mà người học chúng ta mong muốn đạt đến. Thế nhưng, lìa khổ được vui, vậy thì người thế gian có thể nói, mọi người đều có khổ não, không biết là ở trong Phật Pháp có phương pháp nào tương đối cụ thể hay không, có thể giúp cho chúng ta hóa giải được những khổ não này chăng? Khổ não? Trên Kinh Phật nói, là từ mê mất đi chính mình. Mê mất đi chân tướng hoàn cảnh sinh hoạt mà sanh ra. Bởi vì bạn không hiểu rõ chân tướng sự thật, mỗi ngày bạn đang vọng tưởng, cách nghĩ cách nhìn của bạn thấy đều sai lầm. Thế là hành vi tạo tác của bạn cũng liền sai lầm theo. Chúng ta biết được tư tưởng là chỉ đạo hành vi của người. Nghĩ sai thì nhất định sẽ làm sai. Đã làm sai thì đương nhiên sẽ mang đến kết quả khổ đau. Nếu Phật muốn giải quyết tất cả khổ nạn của chúng sanh, trước tiên nhất định phải giúp họ giác ngộ. Họ chân thật hiểu được nhân sanh. Thực tế mà nói, quan trọng ở điểm này, từ hiện tại chúng ta không bằng người xưa. Bạn xem người xưa, họ có thể an phận nghèo chui đạo, họ được nhiều an vui. Người hiện tại dục vọng không hề ngừng nghỉ, chẳng phải tự tìm lấy cái khổ hay sao? Bạn có thể bình lặng mà nghĩ, mỗi ngày bạn làm việc khổ cực đến như vậy, bạn trải qua ngày tháng ra sao, bạn đã đạt được cái gì? Bình lặng, bạn nghĩ chính mình liền sẽ hiểu ra là sai. Tôi ở những năm đầu học Phật, có một vị hòa thượng giảng cho tôi nghe một câu chuyện, đó là chuyện thật. Khi hồi còn nhỏ, việc này ở Thái Châu Giang Tô, có một người xin ăn là rất đáng thương. Con cái của ông buôn bán phát tài to, cho nên thân tộc bè bạn bán họ. Ông phát tài to giàu có như vậy, cha của ông ở bên ngoài xin ăn, ông có biết hay không? Đương nhiên họ cũng rất đau lòng, liền phái rất nhiều người đi tìm về, tìm được cha trở về. Sau khi tìm về rồi, đổi quần áo mới cho cha, tìm người hầu hạ cha. Thế nhưng cha của họ chỉ ở có một tháng, lén lén trốn mất, lại tiếp tục đi xin ăn. Người ta hỏi ông, vì sao ông làm vậy?
Ông nói nhiều người hầu hạ đến như vậy, tắc tội à. Mang đồ đến ăn, toàn là những thứ tôi không muốn ăn, mà cứ mang đến ép tôi ăn. Tôi không chịu mặc quần áo mới, cứ ép tôi mặc. Ông nói tôi mỗi ngày đi xin ăn là mỗi ngày tôi du sơn ngoạn thủy. Khi đói thì xin một bát cơm, buổi tối ngủ nghỉ thì nơi nào ngủ cũng được. Đó là trải qua đời sống chân thật, là đời sống mà chính mình bằng lòng trải qua, đời sống an vui, đời sống tự tại. Con người này rất tuyệt vời. Quan điểm này của ông ấy cùng với quan điểm của người thế tục chúng ta hoàn toàn không giống nhau. Con người này không có học Phật. Nếu học Phật, ông ấy cũng sẽ thành Phật. Trên thực tế, ông ấy là Bồ Tát, Bồ Tát trong an sinh, người giác ngộ trong an sinh. Cái biểu hiện của ông ấy là không tranh giành với người, không mong cầu ở đời. Trải qua đời sống đại tự tại, cùng hòa nhập với đại tự nhiên. Người nào có được cảnh giới này, quay đầu nhìn lại, thấy con cái của ông buôn bán, ông quả là không tiếc rẻ. Họ trải qua không phải là đời sống của người bình thường. Việc liều khổ được vui, các vị phải từ đây mà nghĩ. Dân, ý cảnh rất sâu. Vừa rồi nhân vật chính trong câu chuyện cười vừa nói, nhưng lại có một số người tương đối trái nghịch. Thực tế là người ở trong phước mà không biết phước. Kỳ thật, chung quanh của họ đều đầy đủ viên mãn. Thế nhưng họ không hề được an vui, bởi vì trong đầu của họ đều là ghi nhớ những việc quá khứ không được vui. Còn việc an vui thì lại không nhớ được chút nào. Thưa Pháp Sư, xin Ngài có thể vì những con người này, những người nghĩ không thông này, khai thị cho họ có được không? Trong Kinh nói, phàm hệ có tướng, đều là hư vọng. Người và công việc, đều là thoảng qua như mây khói, hà tất phải đem nó để trong lòng, để chính mình phải khó chịu. Đi là ngu muội. Một người nếu muốn chân thật đạt đến an vui, bao gồm tất cả những việc không dự ý, bao gồm tất cả người có dính mắc với mình, bạn phải nên đem nó quên sạch, không nhớ gì cả. Nên thường nghĩ đến chỗ tốt của người, không nên nghĩ đến chỗ xấu của người, thì bạn an vui. Ngày ngày nghĩ đến lỗi lầm của người, không hề nghĩ đến chỗ tốt của người, là bạn tự tìm cái khổ. Với người có liên quan gì hay không? Không liên quan gì với họ. Khổ là chính mình, khổ không phải là họ. Loại người này mới gọi là ngu si, là mê hoặc điên đảo mà trên Kinh Phật thường nói. Tỉ mỉ mà nghĩ lời nói này của Phật, chúng ta phải nên tự cầu phước báo. Thường hay nghĩ đến chỗ tốt của người, không nên nghĩ đến lỗi lầm của người. Cho dù họ có lỗi lầm, cho dù họ là người ác, chúng ta thường sanh cái tâm như vậy, có một thái độ tốt đẹp như vậy đối đãi với họ, cũng có thể làm cho người ác này chuyển thành người tốt. Vậy là công đức rất lớn, là một việc đại thiện. Không nên tác thành ác hành cho người khác, phải nên làm việc tốt cho người. Chúng ta mới chân thật có thể đạt đến an vui. Vâng, vậy thì đối với một số người họ không có cách gì khống chế được suy nghĩ của chính mình, thưa Pháp Sư, có phải là có những phương pháp ngoại lực, thí dụ như nói niệm niệm kinh văn gì đó, có thể giúp cho họ cởi mở được chính mình, vậy nên đọc những kinh gì? Hiện tượng này thì rất phổ biến. Chúng ta ở trong và ngoài nước đều đã thấy qua rất nhiều, mà nguyên nhân chủ yếu của họ ở trong Phật Pháp gọi là tập khí của họ quá sâu, phiền não quá nặng. Có khi hiểu được đạo lý này, khi cảnh giới xuất hiện, họ vẫn cứ không thể khắc phục, vẫn không thể chuyển đổi nó. Phương pháp của Phật Pháp rất nhiều. Bạn đọc kinh, nếu như phiền não khởi lên tâm không bình, làm cho tâm định lại. Mở quyển kinh ra chăm chỉ đọc qua một lượt, háo hức dần dần liền ổn định. Cho nên dùng phương pháp đọc kinh cũng được, dùng phương pháp trì chú cũng được, dùng phương pháp niệm Phật cũng được. Phương pháp rất nhiều, thậm chí không dùng những phương pháp này. Dùng thế gian, bạn thích nghe âm nhạc, mở vài khúc nhạc cổ điển, bạn chuyên chú lắng nghe, tâm cũng có thể bình lại. Phương pháp không cố định, bạn xem phương pháp nào có hiệu quả đối với bạn thì bạn có thể thử vận dụng nó.
Tóm lại mà nói, mình làm vọng tưởng phân biệt của chính mình, đó là việc trọng yếu. Đây là then chốt quan trọng trong tu hành của chúng ta. Vâng, thưa Pháp Sư, có thể chỉ dạy chúng tôi một chút, nếu chúng ta tự tu ở nhà, thì nên đọc những kinh văn gì có thể giúp đỡ chúng ta tự tu? Sơ học nhất định phải từ nơi làm người tốt mà khởi đầu. Những năm gần đây, chúng ta ở hải ngoại đề xướng vận động bốn tốt, bảo người giữ tâm tốt, làm việc tốt, nói lời tốt, làm người tốt. Tiêu chuẩn của cái tốt nhất định là phải phù hợp với xã hội, có lợi ích cho đại chúng, mà không phải là vì lợi ích của chính mình. Nếu như đều nghĩ đến lợi ích của chính mình, đem lợi ích của mọi người trong xã hội để qua một bên, vậy thì không đúng. Mỗi niệm vì xã hội, mỗi niệm vì mọi người, chúng ta, chính mình cũng là một người trong đó. Mọi người được tốt, đương nhiên ta sẽ tốt. Ta tốt mà mọi người không tốt, ta vẫn phải chịu tai nạn, vẫn là không cách gì tránh khỏi. Cho nên, đây là tiêu chuẩn tốt vì xã hội, vì mọi người. Lấy đây làm tiêu chuẩn. Vì vậy, phải làm người tốt. Đây là điều kiện cơ bản. Từ đâu mà học vậy? Ngày xưa, Đại sư Ấn Quang cả đời cực lực đề xướng liễu phạm tứ huấn. Học liễu phạm. Viên liễu phạm là người thời đại triều nhà Minh. Bốn thiên văn chương của ông lưu hành ở Đài Loan rất rộng. Ngày trước tôi đã giảng qua rất tỉ mỉ, cũng có băng đĩa, cũng có sách đang lưu hành. Có thể xem nhiều một chút, chăm chỉ mà học tập. Trước tiên phải làm một người tốt, lấy đây làm nền tảng, sau đó chúng ta lại đọc kinh, mới có thể nhận được kết quả tốt. Thế nhưng đọc kinh, nếu như mọi người chưa tiếp xúc, tốt nhất nên tụng kinh Vô Lượng Thọ. Số lượng của kinh Vô Lượng Thọ không dài, dài ngắn phù hợp, rất thích hợp với người hiện đại. Lý luận phương pháp cảnh giới trong đó tương đối viên mãn. Mọi mặt đều nói đến là một bộ sách rất tốt. Dân, kinh Vô Lượng Thọ, thưa Pháp Sư, trước khi chúng ta tụng kinh, hoặc là ngay khi, hoặc sau khi tụng kinh, có quy củ gì không? Có gì cấm kỵ hay không? Không có. Không có à? Phật là giáo học, không phải tôn giáo. Không thể nói chúng ta không có quy củ thì Phật không có vui. Không hề có cái lý này. Nếu Phật không vui thì Ngài đã biến thành phàm phu, vì Ngài còn khởi tâm động niệm. Không hề có việc này. Hoàn toàn không có. Hoàn toàn không hề có. Ta lúc nào nơi nào cũng đều có thể đọc. Đúng vậy. Chỉ cần làm cho tâm được an tịnh. Khi mọi người cùng nhau tu học một nhóm, vậy thì cần phải có quy củ. Nếu như không có quy củ thì loạn. Cho nên mọi người cùng nhau đọc kinh, vì sao nhất định phải gõ mõ? Mõ là để giữ nhịp, khiến cho mọi người hòa nhịp ăn khớp với nhau. Người nghe rất dễ chịu, không đến nỗi lộn xộn lên. Cho nên khi mọi người cùng nhau tụng thì phải có quy củ. Cá nhân thì là bạn tự tại làm sao, có thể muốn tụng cách nào cũng được. Còn nữa, hiện tại chúng ta có thể phát hiện chung quanh đời sống nơi nào cũng có thể thấy một không khí không được hòa hợp thân thiện, như là vợ chồng bất hòa. Cái thí dụ này càng ngày càng nhiều, tỷ suất ly hôn càng ngày càng cao, tình hình con cái bất hiếu cũng thường xảy ra. Hiện tượng hàng xóm bất hòa thì bất cứ nơi nào cũng thấy. Thế cho nên nơi nào cũng hiện rõ ra một hiện tượng xã hội rất bất hòa, không thân thiện. Thưa Pháp Sư, có thể mời Ngài vì một đại hoàn cảnh rất bất hòa không thân thiện này của chúng ta, vì tất cả mọi người mà nhắc nhở khai thị có được không? Cần phải tìm ra được những nhân tố gây ra bất hòa. Sau đó, đem những nhân tố này trừ bỏ. Vậy mới có thể giải quyết được vấn đề. Mà nhân tố này, cội gốc của nó vẫn là ở giáo dục. Tại vì sao xã hội thời xưa có thể được an định? Sự an định đó có thể kéo dài được một thời gian tương đối dài là nhờ vào giáo dục. Từ trước giáo dục, trọng điểm chủ yếu của nó là dạy bạn thế nào để làm người. Bạn xem giáo dục thời xưa, các bạn có thể xem thấy từ nơi trong tam lễ. Giáo học của nhà Phật, các vị có thể xem thấy từ trong các kinh luận, nó đều là dạy cho bạn.
nói với bạn quan hệ giữa người và người. Từ quan hệ vợ chồng, quan hệ cha con, quan hệ anh em, quan hệ bè bạn, quân thần chính là hiện tại gọi là quan hệ cấp dưới và lãnh đạo. Họ dạy những cái này ở Trung Quốc gọi là ngũ luân bát đức. Đây là trung tâm của giáo học. Cho nên giáo học Khổng Tử đức hạnh là bậc nhất, là căn bản làm người. Sau đó mới dạy ngôn ngữ, mới dạy bạn những năng lực làm việc, năng lực mưu sinh. Những thứ này đều có, đều đầy đủ, mới dạy văn học nghệ thuật cho bạn, nâng cao phương diện đời sống tinh thần. Họ có cái đạo lý, Phật Pháp cũng là như vậy. Cho nên, những nguyên nhân căn bản này chính là giáo dục. Ngày nay của chúng ta trên tông chỉ có khác biệt. Chúng ta chỉ chú trọng ở kỹ thuật mà không chú trọng ở nhân văn. Không hiểu được quan hệ giữa người và người. Tuy nhiên là giàu có. Thế nhưng trong vấn đề nhân sự thì mãi mãi không thể giải quyết được. Khó khăn ở ngay chỗ này. Vậy thì ngày nay muốn bù đắp, phương pháp có hiệu quả nhất, thực tế mà nói là giáo dục, là tính chuyện trăm năm. Cứu giải nguy cơ của xã hội hiện tại thì không còn kịp nữa. Kinh điển Đại Thừa cũng không còn kịp. Phương pháp có hiệu quả nhất là giảng nhân quả báo ứng. Đây là sự thật. Nếu như mọi người đều có thể biết, nhân thiện nhất định có quả thiện, nhân ác nhất định có ác báo, vì khởi tâm đồng niệm, hành vi tạo tác của chúng ta nhất định phải có kiểm soát. Đối với an toàn của xã hội này, sẽ có thể nhận được một số hiệu quả. Do đó cả đời Đại sư Ấn Quang, Ngài là một người xuất gia, là một đệ tử Phật, Ngài không giảng kinh Phật, không hoằng dương pháp của Phật, mà hoằng dương liễu phàm tứ huấn, hoằng dương cảm ứng thiên. Những thứ này đều là khuyến thiện, đều là giảng nhân quả báo ứng, rất là phù hợp. Cho nên, vị lão nhân này thật là tràn đầy trí tuệ, lòng từ bi muốn cứu vãn xã hội này. Chúng ta hiểu được những lý luận này, cũng hiểu được những phương pháp này, do đó chúng ta cũng toàn tâm toàn lực mà thúc đẩy. Nhưng, thưa Pháp Sư, người thông thường mang trong lòng một nỗi lo sợ, đối với tương lai, đối với việc vãng sanh, đối với cái chết, mang một nỗi lo sợ. Có thể trong những việc về phương diện sống chết này, cũng xin mời Pháp Sư vì chúng tôi khai thị có được không? Những vấn đề về phương diện này, sự gì có thể sinh ra lo sợ là vì đối với chân tướng của sự thật này hoàn toàn không hiểu biết. Nếu như khi hiểu rõ rồi, cái tâm lo sợ này của bạn hoàn toàn không còn nữa. Phật nói với chúng ta, sinh mạng là vĩnh hằng, là bất diệt. Hay nói cách khác, chúng chỉ là không hề có cái chuyện chết đi. Chết là một vọng tưởng. Thân thể, thể xác này không phải là ta. Mọi người cứ đem cái thể xác này xem thành là ta. Cho nên sanh ra lo sợ. Nếu như biết được thân xác này không phải là ta, thì họ lo sợ làm gì? Ví dụ như quần áo, biết được quần áo không phải là ta, quần áo là vật của ta. Khi quần áo này dơ rồi, thì bạn sẽ rất hoan hỷ đem nó vứt đi. Để thay một bộ quần áo mới, cái thân xác này cũng là cái của ta, không phải là ta. Dùng nó hư rồi, đã dùng mấy mươi năm cũ rồi, chúng ta cũng nên đem nó bỏ đi để thay một cái mới. Nếu như bạn có cái quan niệm này, chẳng phải bạn sẽ rất tự tại hay sao? Đây là thật, đây là chân tướng của sự thật. Cho nên Phật nói, thân xác này không phải là ta, là sở hữu của ta, giống như quần áo vậy. Nếu bạn dùng thái độ này để nhìn sanh tử, vậy thì bạn sẽ rất tự tại. Vậy ta chính là cái gì? Ta là chân tâm mà Phật Pháp đã nói. Cái này người ngoại quốc gọi là ta suy nghĩ nên ta tồn tại. Đây là nhà triết học ngoại quốc đã nói. Ta suy nghĩ nên ta tồn tại. Bạn có thể suy nghĩ thì cái đó mới là bạn. Là vô hình. Cho nên chúng ta gọi là tinh thần, gọi là tâm linh. Thế nhưng cái đó có phải chân thật là ta hay không? Vẫn không phải. Chân thật là ta so với cái này còn cao hơn nữa. Nhưng họ có thể thể hội đến được ta suy nghĩ nên ta tồn tại, đã là thông minh hơn so với người thông thường rất nhiều. Cái này ở trong Phật Pháp, khái niệm này ở trong Phật Pháp là thức. Thức là cái gì? Là tác dụng của tâm. Họ có thể quan sát được tác dụng của tâm mà không quan sát được bản thể của tâm.
bản thể của tâm lại cao hơn đây một tầng, đó mới là ta chân thật. Cho nên, thân thể này không phải là ta. Ở trong sáu cõi, bỏ thân rồi, lại có thân bị những thứ phiền toái này trói buộc, đây không phải là một thứ tốt. Do đó, chúng ta đối với cái thân này cũng không nên thương yêu nó quá đáng, cũng không nên có cái ý đi hủy hoại đó. Bạn thương yêu quá đáng là sai lầm, bạn có cái ý đi hủy hoại cũng sai. Tất cả nên tự nhiên theo nó. Tùy theo tự nhiên, có thể thuận tự nhiên là đời sống rất tốt đẹp. Ngày nay chúng ta gọi là thích ứng với đại tự nhiên. Cái thân này cũng phải bảo nó quay về với tự nhiên, thích ứng với đại tự nhiên, vậy thì khỏe mạnh. Vâng, thưa Pháp Sư, con người chúng ta sau khi vãng sanh thì đi đến nơi nào vậy? Việc này, nếu dùng khoa học hiện đại mà nói, chính là chúng ta thay đổi một không gian. Nhà Phật gọi 10 Pháp giới, gọi 6 cõi, gọi 28 tầng trời, gọi thế giới của Phật. Nếu dùng khoa học hiện tại mà nói, chính là không gian đời sống không giống nhau. Đời sống của chúng ta hiện tại là 3 độ không gian, 4 độ không gian. Họ biết đến 5 độ, 6 độ. Nếu đến cảnh giới của Phật, đó là đến không gian cao độ nhất, viên mãn nhất. Thực tế mà nói, chính là thay đổi không gian. Cái ý này, nếu như bạn không mấy rõ ràng, bạn có thể nghĩ chúng ta ở trên TV thay đổi kinh đài, thì bạn liền dễ dàng thể hội. Có rời khỏi hay không? Không hề rời khỏi, chỉ là thay đổi kinh khác mà thôi, vẫn là một màn hình đó. Cho nên, nhà Phật nói giảng sanh, sanh thì nhất định sanh, đi thì thật không đi. Tại sao không đi vậy? Vì bạn vẫn đang ở ngay màn hình này mà. Vì sao sanh thì nhất định sanh vậy? Kinh đài đã thay đổi, đích thực đã khác kinh rồi. Cho nên, dùng phương pháp của khoa học có thể giải thích. Thực tế, sự thật chính là như vậy. Vâng, do đó Phật tự nhiên không phải là mê tín. Không phải mê tín. Rất là khoa học. Không phải mê tín. Vậy thì tôi rất là hiếu kỳ. Người sau khi giảng sanh, trưởng bối sau khi giảng sanh đều phải siêu độ. Siêu độ là biểu thị cái ý nghĩa gì? Thực tế mà nói, siêu độ là cái ý truy điệu hoài niệm. Là ý nghĩa hoài niệm. Chúng ta dùng tâm chân thành để giúp cho họ. Trên thực tế, siêu độ phần nhiều là nói đến nghiệp chướng. Mà lúc sanh tiền họ đã tạo tác quá nhiều, nghiệp chướng thì không tránh khỏi, họ phải chịu đau khổ. Vậy thì chúng ta siêu độ là có thể giúp đỡ cho họ giảm ít đau khổ. Việc này trong Kinh Địa Tạng nói rất rõ ràng. Cho nên siêu độ tuyệt nhiên không phải chúng ta tụng vài quyển kinh thì họ có được công đức, không hề có việc như vậy. Trên kinh đã nói rất rõ ràng, bạn phải hiểu được ý nghĩa này, siêu độ là thế nào. Chúng ta chính mình cố gắng tu tập, chúng ta tu thành tựu rồi thì họ được phước báo. Ví dụ nói, nếu chúng ta muốn làm rạng danh tổ tông, ta phải nỗ lực, chăm chỉ, cố gắng mà làm việc. Tương lai ta có được địa vị trong xã hội, biến thành nhân tài kiệt xuất, cha mẹ ta liền có được tiếng thơm. Đến bất cứ nơi nào đều hỏi cha mẹ của họ là ai, được mọi người cung kính đặc biệt, chăm sóc đặc biệt. Chính là cái ý như vậy. Bạn không có thành tựu, bạn có tụng bất cứ kinh gì cũng không ích gì. Chính bạn cần phải có thành tựu. Do đó, chính bạn đọc kinh, bạn phải hiểu được nghĩa kinh, y theo đó mà tu hành. Đem chính mình từ phàm phu có thể nâng cao lên địa vị của thánh hiền, thì cha mẹ của bạn liền được tiếng thơm là cha mẹ của người đó đó, nhận được sự tôn kính của mọi người trong xã hội. Ý nghĩa chân thật của sự siêu độ chính ở ngay đây. Vâng, tuyệt nhiên không thể nói đối với việc giảng sanh của họ có giúp đỡ gì. Việc này có giúp đỡ, bởi vì họ ở cõi trời hay ở cõi nào đó đều sẽ được người ở cõi đó tôn kính. Con cái của họ hiền lương, con cái của họ là Bồ Tát, vậy thì còn gì bằng chăng? Là cái ý như vậy. Nếu bạn không có bất cứ thành tựu gì, bạn tụng kinh bất cứ kinh gì cũng không kết quả. Vâng, vừa rồi Pháp Sư có nói đến Kinh Địa Tạng. Kinh Địa Tạng ở trong Phật học cũng là một bộ kinh văn tương đối quan trọng. Có thể đối với Kinh Địa Tạng, xin Ngài bỏ chút thời gian để nói rõ hơn một chút, cho chúng tôi hiểu có được không? Tu học trong Phật Pháp, ở Trung Quốc chúng ta là nêu ra rất rõ ràng có 4 giai đoạn. 4 giai đoạn này, thứ nhất chính là phải học từ Địa Tạng. Địa chính là biểu thị tâm địa, tạng là bảo tàng. Trong lòng chúng ta có vô lượng trí tuệ, vô lượng tài nghệ, vô lượng đức năng.
đây là Phật nói. Tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng của Như Lai. Cho nên, năng lực trí tuệ của chúng ta là bình đẳng, không có cao thấp. Thế nhưng, hiện tại vì sao hiện rõ ra có cao thấp, vì sao có không bình đẳng? Như vừa rồi đã nói bạn bị mê, người nghiệp chướng nặng thì trí tuệ của họ lộ ra ít. Người nghiệp chướng nhẹ thì trí tuệ của họ tương đối nhiều một chút. Do đó, cái không bình đẳng này là do nghiệp chướng dày mỏng sâu cạn, thèn chốt ngay chỗ này. Nếu như nghiệp chướng thảy đều tiêu trừ hết, trí tuệ đức năng của bạn hiện lộ ra nhất định bình đẳng. Cho nên, tâm địa bảo tạng phải bắt tay vào chỗ này. Tâm địa bảo tạng dùng cái gì để khai mở? Dùng hiếu kính. Cho nên, kinh Địa Tạng là hiếu kính của Phật môn. Nhất định phải từ Địa Tạng mà học. Từ nơi nền tảng Địa Tạng mà nâng lên chính là Bồ Tát Quán Thế Âm. Bồ Tát Quán Thế Âm Đại Từ Đại Bi. Đại từ đại bi là từ trong hiếu kính mà khai phát. Ta hiếu kính cha mẹ, hiếu thuận người thân mình. Sau đó ta đem hiếu kính này hiếu thuận tất cả chúng sanh, tôn kính tất cả chúng sanh. Vậy thì biến thành Bồ Tát Quán Thế Âm. Do đó, đây là hướng lên mà triển khai. Một gì nữa chính là Bồ Tát Văn Thù. Bồ Tát Văn Thù biểu thị trí tuệ, bạn từ bi với tất cả chúng sanh, quan tâm tất cả chúng sanh, chăm sóc tất cả chúng sanh, phải dùng lý tánh, không thể dùng cảm tình. Văn Thù đại biểu lý trí. Sau cùng là Bồ Tát Phổ Hiền. Phổ Hiền đại biểu bình đẳng, hiếu kính, từ bi, trí tuệ của bạn. Đối với tất cả chúng sanh phải bình đẳng, không thể có khác biệt. Do đó Phổ Hiền mới chân thật làm được đại viên mãn. Vâng, thưa Pháp Sư, vừa rồi Ngài có nói đến niệm Phật. Chúng ta cũng có thể ở rất nhiều nơi đều nghe được âm thanh của tiếng niệm Phật. Phổ biến nhất chính là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Pháp Sư, niệm những danh hiệu Phật này thì có hiệu dụng gì? Phương pháp tu học của Phật Pháp rất nhiều, gọi là 80.000 pháp môn, vô lượng pháp môn. Niệm Phật là một loại trong vô lượng pháp môn. Cái hay của pháp môn này chính là dễ dàng, đơn giản. Người người đều có thể tu học. Lý của nó thì rất sâu. Tịnh Độ Tông là chuyên đề xướng niệm A-di-đà Phật, cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đương nhiên, việc này không phải chỉ mấy câu nói là có thể nói được rõ ràng. Số lượng kinh điển tuy là không nhiều, thế nhưng nghĩa lý của nó thì vô cùng phong phú. Thí dụ như kinh A-di-đà, mọi người đều rất quen thuộc, luôn cho là kinh này rất đơn giản, rất dễ dàng. Ngày trước tôi đã giảng qua 2 lần. Giảng bộ sau có ghi thành băng ghi âm. Tổng cộng là 335 cuộn. Vậy thì do đây mà biết, bộ kinh này không phải đơn giản. Do đó tôi đã giảng dài đến như vậy, dường như giảng hết 1 năm. Có phải đã giảng hết được ý kinh hay chưa? Vẫn chưa, chỉ nói được phần ít mà thôi. Có thể thấy được nghĩa lý Tịnh Tông là không thể nghĩ bàn. Thế nhưng phương pháp này đơn giản, có thể nói bất cứ một người nào. Bạn hiểu lý luận cũng được, không hiểu lý luận cũng được. Thế nhưng người không hiểu lý luận thì cần phải trung thực mà niệm. Gọi là trung thực là bạn phải thật tin, thật nguyện. Họ cũng có thể thành tựu. Thành tựu này thực tế rõ ràng, rất tốt đẹp. Thành thật có thể nói là tốt đẹp không gì bằng. Không những có thể siêu diệt 6 cõi luân hồi, hơn nữa còn siêu diệt 10 pháp giới. Cho nên công đức tốt đẹp này, các pháp môn khác rất khó mà so sánh. Do đó, pháp môn này là tất cả chư Phật đều khen ngợi. Xưa nay, ngoài Tịnh Độ Tông ra, tổ sư của các tông phái khác cũng khen ngợi đề xướng. Có thể thấy pháp môn này đích thực là rất tốt.
Vâng, ngay trong học Phật có rất nhiều pháp môn như Thiền Tông, Mật Tông và Tịnh Độ Tông như vừa rồi Pháp Sư đã nói. Vậy thì có người nói rằng Thiền Tông, Mật Tông song tu, cũng có người nói là Thiền Tông, Mật Tông và Tịnh Độ Tông tam tu. Thế nên thưa Pháp Sư, Ngài nói cho chúng tôi biết rốt cuộc thì nên tu như thế nào cho đúng. Thực tế mà nói, nếu như chúng ta ở trong một đời này, ngay trong thời gian ngắn ngủi, có được thành tựu rất thù thắng, thì cần phải một môn thâm nhập. Bởi vì một môn tâm của bạn dễ dàng tình, bạn học hai thứ, ba thứ, nhất định bạn sẽ không bằng người chuyên một môn. Cũng giống như đánh giặc vậy. Bạn đem binh lực tập trung đánh vào một điểm, bạn rất dễ dàng đột phá. Nếu bạn đem nó phân làm ba điểm để tấn công, binh lực của bạn đã yếu, thì bạn không thể nào đánh thắng được. Đạo lý chính là như vậy. Cho nên, tuy là có người đề xướng cùng tu hai loại, cùng tu ba loại, bạn tỉ mỉ mà lắng nghe họ nói xem, nói với người nào vậy? Họ có cái khổ bất đắc dĩ. Thí dụ nói, bảo bạn thiền tịnh song tu, thì nhất định là nói với người tham thiền. Thiền của họ không chịu buông bỏ. Hơn nữa, nhìn thấy thiền của họ nhất định không thể thành tựu. Cho nên khuyên họ, bạn thiền tịnh song tu thì sẽ tốt hơn. Cũng chính là nói, chỉ một nửa bạn không thể thành tựu, còn một nửa vẫn có hy vọng. Ý này là như vậy. Thế nên, dụng ý của thiền tịnh mật tam tu cũng chính là như vậy. Do đó, bạn mới biết được người nói lời nói này, họ có cái khổ bất đắc dĩ của họ. Trên thực tế, nếu bạn thật nghe theo, nhất định họ sẽ bảo bạn một môn thâm nhập. Một môn này là lấy tịnh độ thì cầm chắc, rất dễ dàng thành tựu. Thiền cùng mật đều không dễ dàng. Vâng, hôm nay đến đây xin tạm dừng. Có thể nói Pháp Sư đã khai thị cho chúng ta nghe thời gian gần 2 giờ đồng hồ. Các vị khán giả, nếu như các vị mở xem tiết mục của chúng tôi, thì ngay phút giây này nhất định cảm thấy nhận được lợi ích rất là phong phú. Sau khi trải qua khai thị tỉ mỉ của Pháp Sư như vậy, cũng tin rằng các bạn, đối với ý nghĩa của Phật giáo, có được một nhận thức rất thấu đáo. Kỳ thật, Phật giáo nó tuyệt nhiên không phải là tôn giáo, mà là một loại giáo dục chí thiện viên mãn. Hơn nữa, nó cũng không phải là quá cao cả để người quỳ lạy, mà là đối với đời sống của tôi và bạn kết hợp với nhau một cách chặt chẽ. Các vị khán thính giả, nếu như bạn muốn tiến thêm một bước nghiên cứu đối với Phật giáo, vậy thì có một quyển sách xin giới thiệu với bạn, gọi là Nhận thức Phật giáo. Sách này do Pháp Sư Tịnh Không giảng mấy năm trước. Quyển khai thị này đã giảng ở Miami, nước Mỹ, đã lưu thông đến rất nhiều nơi. Tôi nghĩ bạn có thể tìm được để xem. Tiết mục của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Vô cùng cảm tạ khai thị của Pháp Sư Tịnh Không, cũng cảm tạ các vị khán thính giả đã đón xem. Xin cảm ơn các vị. Phật giáo là giáo dục, không phải tôn giáo, cũng không phải triết học. Thực hiện phiên dịch Vọng Tây Cư Sĩ, người đọc Phật tử Quảng Tâm Từ Như Chiếu và Ý Nhi, kỹ thuật thu âm Vọng Tây, phát tâm tài trợ cho công tác phiên dịch và lồng tiếng do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.